Chúa Takachi à? Phải, ta đây. Còn ngươi, Ajibaba. Phải. Còn bốn tên này, có phải là bốn tên cướp thùng điên ba trận? Đúng vậy thì sao? Được, muốn chiến đấu với ta, mời vô. Rùa lời rùa mây trắng, rùa lời rùa suối nguồn. Ta làm cái gì vậy? Mày nói hồi sáng giờ mày mở thao không? Mày biết mày già nhất trong đám không? Ta hát dở quá. Dòm cái bản tên cướp của ngươi là ta chịu không được. Được rồi, ta đổi bài khác. Gió mùa thu các con đã có sư mẫu của ba tới tiếp ứng đây. Ba trang bị đầy đủ lắm con. Mình đi chiến đấu nè. Mình trang bị như vậy, mình quýnh lộn, mình không có bị bể đầu. Quân đồn vừa ba làm gì vậy? Dạ, bà hát ru tụi con ngủ nãy giờ. Dạ phải. Trời ơi. Ôi. Cái bài này là cô ba sành ghê lắm. Cô ba có cái chiêu này hay lắm nha. Cô ba đọc câu thần chú lên đây. Cái bài giảm volume nó liền này nghe nè. Tới thì ghê không? Em chị ơi, chị hát giờ lắm, chị nín giùm em đi bà. Hãy nín nín nín. Hay quá à. Nói nghe nè, có ba đêm đến cho các con một điều bất ngờ nè. Dạ. Cha ủa, thắng rồi à? Dạ. Phải. À, chúc mừng các con. Dạ. Thắng rồi, thắng rồi. Chị bảy. Chị bảy già, mà chị bảy sung quá. Mới sung trận mà gãy cây rồi. Ủa dạ. Đi xuống đi. Mấy nhỏ, dẫn mấy đi ăn sushi coi. Dạ. Ajibaba. Dạ. Ta đem đến cho con điều bất ngờ đi nè. Dạ. Đây là cha mẹ ruột của con. Đi con. Ông bà Ajino. Ajibaba con trai của ông bà kìa. Bà ơi, nó lớn quá rồi bà ơi. À, đi cha của ta đi sao? Trời của cha ơi. Vậy dạ. Mà cha mẹ tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại con nữa. Con ơi. Takachi. Dạ. Con vui không? Dạ con rất vui. Bây giờ con sẽ vui gấp đôi nè. Đây là thiên hoàng và hoàng hậu, cha mẹ ruột của con. Ôi. Cha. Con gái của cha đi rồi. Cha. Con lớn quá. Takachi. Mẹ, cha mẹ rất mừng vì thấy con đã khôn lớn và trưởng thành. Gia đình nhà ai cũng đoàn tụ, ai cũng hạnh phúc. Con mình tôi lẻ loi cô đơn, trời ơi tôi buồn. Mẹ. Tôi có mái ấm tình thương rồi, tôi hạnh phúc quá. Ca
cảm động lắm. Nhưng mà nói nghe nè, cái khóm này là vai phụ không à, mà làm cho quá đáng rồi, đi vô đi. Còn có bài hát nữa rồi. Bài này phải hát lại, phải làm lại cái chiều nãy mới được. Chị ơi, chị hát ẹ lắm chứ gì. Dạ. Hay cho nữ thần nhảy múa đội mũ bảo hiểm. Người giúp đỡ cho họ đoàn tụ gia đình à. Dạ. Được, ta sẽ cho tất cả các ngươi đoàn tụ trong bóng đêm. Hay trời ơi, tối rồi. Các bạn cứ yên tâm, đã có ta đây rồi, nữ thần ánh sáng. Chị ba, thì ra là bà hả? Được. Các bạn yên tâm, anh sang. Chị ba. Bà nhất quyết. Đừng nghiện không? Nè, nữ thần ánh sáng có ta, nhất quyết thi triển phép thuật với ta. Được. Hey. Ánh sáng. Trời ơi, tới hai bà chị thi nhau mở đèn tắt đèn, tới con bé ba muốn chết luôn, đuôi luôn. Nữ thần bóng đêm, bà hãy bước xuống đây để tôi hỏi tội bà. Được, ta xuống đây. Ủa, bà về rồi đó hả? Hết giận rồi sao? Được rồi, nói đi, tôi nghe, nói. Tại sao bà đem tay bông ốm nhắc đèn tôi phủ che muôn người? Rồi sao? Giờ đây bà phải giải thích nói rõ cho tôi nghe coi bà muốn gì. Tay tôi điên lên chưa? Nói cho tôi nghe coi, để tôi nóng lắm không? Để tôi dữ lắm không? Bà có biết là tôi dữ lắm không? Nó không xong là tôi quánh tiền. Nói! Và tôi sẽ nói cho nghe tất lỗi của bà. Tại sao? Bà lo chi trời không lo chiêu xa, nên tôi phải lên nắm quyền. Tại sao? Cứ đi chơi luôn đi, trở về đây làm gì? Chẳng ai ngờ bà đâu, mua quanh nhau phải không? Bà thích bao động chứ gì? Nếu thích thì mình đây chỉ chịu nhào vô. Ê cái đồ tao nhào muốn nhất, bà dám đánh tôi hả? Bà ngon bà đụng tới tôi trước đi. Ừ, sao bà lùn, tôi chắc bà đụng tôi trước đó. Con ngon thì đụng đi, để biết liền. Con thức mố mày rạch trời, mày chảnh với tôi hả? Chảnh chiều cao với tôi hả? Dạ cho em xin em nói một câu, quánh nhau chẳng lợi ích gì. Không đâu. Vì theo em đây hai đứa đã lớn, quánh nhau hơn thua rất kỳ. Kệ tôi, cách ta sai cho mau, để hai chị đánh nhau mắc chi vô đây càng. Muốn ăn lôi không cứng. Thôi không cần nói nhiều với bà mặt trời nữa. Nếu muốn thì chơi tay đôi liền. Một nhiều chuyện mà mệt chưa? Anh lộn mệt muốn chết, có gì đâu không cười. Thiệt là xấu hổ chưa kìa. Đường đường là các bậc nữ thần không hà, mà chửi mắng nhau thậm tệ, quánh nhau túm đầu túm cổ y như mấy bà ở ngoài chợ. Để cho con người nó cười tụi mình kìa mấy nữ thần ơi. Bé ba ơi, bé ba. Dạ. Chị không bao giờ muốn làm xấu hình ảnh của chị đâu. Chị biết mà, chị là nữ thần mặt trời kia mà. Nhưng mà chị tính là thay cái thằng nào sao mà làm không đẹp mà làm sao mà. Em biết không, nữ thần bóng đêm xấu lắm. Mọi người đang sống yên bình, đang sống hạnh phúc, bỗng nhiên tự nhào vô làm đời làm vua rồi trị vì thiên hạ. Bà nghĩ sao, bà nghĩ sao, bà nghĩ gì đó anh, bà trả lời tôi nghe, tôi mừng quá, bà làm rồi đó. Nói cái gì?